Cho đến tận lúc này, nhiều người vẫn thắc mắc Thi có bầu với ai? Nếu với Huy thì vào lúc nào? Đầu tiên phải khẳng định Thi có bầu với Huy và chắc chắn rằng cầm tay, ăn mận, hôn nhau đều không thể thụ thai. Vậy Thi có thai lúc nào? Chúng ta cùng phân tích nhé! Địa điểm đầu tiên Thi và Huy có thể thụ thai là ở nhà sàn chỗ đổi mận. Tuy nhiên, khi đó Huy lần đầu thổ lộ tình cảm với Thi rằng em yêu chị và Thi thì vẫn chưa chính thức đồng ý. Nên nói chung hai người chỉ vui chơi, ăn mận, chứ chưa hề ăn nhau. Vậy nên lúc này Thi và Huy vẫn rất trong sáng. Đi hái mận xong, Huy đưa Thi về nhà và chút nữa bị bà Xuân phát hiện. Sau đó, Huy đến công ty để đón Thi rồ cả hai lên một cái tàu du lịch. Ở trên mạn tàu, vẫn xưng hô chị em. Nhưng rõ ràng lúc này Thi đã mở lòng với Huy và tình cảm hai người đã sâu đậm hơn. Buổi chiều lên mạn tàu ngắm hoàng hôn, buổi tối sẽ ăn và ngủ. Đây rồi, đây hoàn toàn là có thể là nơi mà Huy đã giúp Thi có bầu. Chơi du thuyền về, Huy yêu đời hơn, cắm hoa các thứ, rồi còn hứa hẹn với bà với mẹ rằng khi đến thời điểm sẽ công bố người yêu. Sau đó thì ngày qua ngày, Huy vẫn tặng quà cho Thi, dù vẫn chị đẹp và em. Sau khi Long nói chuyện yêu cầu Thi chấm dứt mối quan hệ với Huy, Thi úp quà đã đến đòi chia tay. Ở đây, Thi đã khóc và lần đầu tiên xưng hô anh, em. Rồi Huy ôm Thi vào lòng, rồi Huy ra ghế ngủ. Ở đây có hai trường hợp xảy ra. Một là Huy ôm Thi rồi đi ngủ, sau đó Huy dậy trước và ra ghế nằm nghỉ cho lại sức. Trường hợp này cũng là một tình huống khiến Thi có bầu. Còn trường hợp Huy ra ghế nằm ngủ luôn thì thôi khỏi nói. Nhưng nên nhớ, sau đó Huy lại kéo Thi vào phòng và lần này, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Huy và Thi hôn nhau. Đoạn này thực chất là sau khi hôn hai người còn hôn rất lâu và sau đó thì không chiếu lên TV. Như vậy đây cũng có thể là điểm Thi có bầu. Sau đó thì lại mấy ngày trôi qua, nhưng vì không có sự kiện gì nên đoàn phim không quay. Như vậy có tới 3 chỗ Thi và Huy không chỉ dừng lại ở cầm tay và hoàn toàn có thể thụ thai. Nhiều như thế cơ mà, giờ các mẹ thấy việc Thi có bầu là hợp lý rồi chứ.